Chào mọi người nhé. Mình đang cắt rau để đêm nay gửi hàng đi. Chào Hoa này. Chào chào chú Lương nhá. Chào Kiều Anh, chào Nguyễn Anh. Nguyễn Anh ơi, xem rau rồi. Tôi chào cậu nhá. Con chào bà Hà. Đang cắt rau để đêm nay gửi Hưng Yên. Bà ấy xem rau ngon không? Mầm muống cho Mỹ nhá. Chào nước mắt pha lê, chào Ngọc Ánh, chào Nguyễn Đức. Đức ơi, ăn rau không em ơi?